Xin chào các bạn, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn mẹo làm đề thi bài sao N3 và N2 các bạn nhé. Ok, nói là mẹo cũng được mà nói là kỹ năng cũng được mọi người nhé. Ok, và chúng ta sẽ có bốn cái kỹ năng, đúng không? Hay là bốn cái lưu ý như sau. Thứ nhất đó là gì? Xác định xem là trong câu đó có mẫu ngữ pháp nào không, những cái đáp án của chúng ta nó có mẫu ngữ pháp nào không nhé. Hay chẳng hạn như câu đầu tiên này các bạn xem, đúng nào? Hay ở bên dưới chúng ta có toki bakari no shiroi t-shirtsu và katta. Thì ở đây chúng ta thấy mẫu ngữ pháp là gì nhỉ? Đúng rồi, katta bakari là một mẫu ngữ pháp rồi, đúng không? Katta bakari no shiroi t-shirtsu, đúng không nào? Ok, và còn toki kia thì cho vào đầu câu, đúng không? Shokuji no toki ni, đúng không? Katta bakari, đúng không? Hai no shiroi t-shirtsu o yogorete shimatta, đúng không? Khi dùng bữa thì tôi đã làm bẩn cái áo, đúng không? Cái áo màu trắng, đúng không? Vừa mới mua xong. Đấy, đây là N3 được chưa nào? Còn N2 này, câu này N2 các bạn xem này. Tasa kara no shichumon ya toyawase ni wa ichiro shanai de nani nani dekinai koto ni natte imasu. Ở bên dưới có kento này, kaito này, denaito, đúng không? Shite kara, đúng không? Thì ở đây có mẫu ngữ pháp là gì nhỉ? Đúng rồi, shite kara denaito, đúng không? Vậy thì đường trước sẽ là gì nhỉ? Kento shite kara denaito, đúng không? Hai, kaito dekinai koto ni natte imasu. Câu này dịch như nào nhỉ? Những vấn đề cần liên hệ hay là những câu hỏi từ công ty khác thì nếu trong nội bộ công ty không xem xét một lần thì chúng tôi sẽ không trả lời được. Đấy, ok chưa? Đấy là lưu ý đầu tiên nhé các bạn nhé. Nhắc lại một lần là gì? Xác định xem là có mẫu ngữ pháp nào không, được chưa? Ok, thứ hai đó là gì? Chú ý trong câu nó có mệnh đề định ngữ hay là không. Ok chưa? Mệnh đề định ngữ là gì? Thường thì động từ sẽ đứng trước danh từ mọi người nhé. Ok chưa? Câu đầu tiên, hàn toshi mae kara, đúng không? Này này, owatte shimatta. Ở đây có gì đây? Toto là cuối cùng, được chưa nào? Hay, mite ita maishu wa daisuki na drama ga, được chưa nào? Hay, vậy thì mệnh đề định trong câu sẽ là mite ita daisuki na drama. Ở đây các bạn thấy là gì nhỉ? Daisuki drama nó là một cụm danh từ, được chưa nào? Nên là đứng đằng trước nó có thể là động từ vẫn ok, mặc dù đứng trước nó là daisuki gì đấy, mite ita daisuki, được chưa? Nhưng mà đằng sau nó là danh từ nên là gì, nó ghép được vào luôn, đúng không? Hay vậy thì chúng ta sẽ thấy câu này là gì ạ? Hantoshi mae kara, được chưa? Maishu mite ita daisuki na drama ga toto owatte shimatta. Đấy, đây là gì đấy? Chúng là gì đấy? Cái bộ phim mà tôi rất yêu thích, rất yêu thích. Nó như thế nào? Rất yêu thích nhỉ? Mà hàng tuần tôi xem từ nửa năm trước, đúng không? Cuối cùng thì nó cũng đã hết. Được chưa nào? Nó cũng đã kết thúc. Đấy, dịch là như thế nhá. Ok, đấy là N3. Ok, chuyển sang câu N2 này mọi người nhá. Ok, phần sau nằm ở đứng trước, đúng không nào? Hãy đứng sau là gì nhỉ? Senshu kara koji de kyugyo chuu nanode konkai wa betsu no hotelu ni tomaru koto ni shita. Được chưa nào? Hay, ở đây chúng ta vừa thấy một mẫu ngữ pháp là tabini à. Các bạn nhìn thấy bây giờ. Tomatteru tabini e hoteru ga suchō ni iku. Đúng không? Thì tabini ở đây là gì? Tomatteru tabini hay là suchō ni iku tabini. Ở đây chỉ có là suchō ni iku tabini, cứ mỗi lần đi công tác, đúng không? Tomatteru hoteru. Đấy. Mình lại đứng ở đây, tomatteru động từ đây nó đứng trước ở hoteru. Được chưa nào? Hay, tomatteru e hoteru ga thì là chủ ngữ đây rồi, chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Cái khách sạn ga, đứng trước ga sẽ là chủ ngữ. Cái khách sạn mà tôi ngủ, đúng không? Đấy, mà tôi dừng chân cứ mỗi lần đi công tác, đúng không? Thì nó đang nghỉ, đúng không? Nó đang nghỉ từ tuần trước do gì đây? Do sửa chữa, đúng không? Hay, nên là lần này tôi đã quyết định ngủ ở một khách sạn khác. Ok chưa nào? Đấy là phần thứ hai các bạn. Chú ý mệnh đề, động từ thường đứng trước danh từ. Ok chưa? Số 3 này, mọi người phải chú ý này, chúng ta thử kết hợp giữa các đáp án, được chưa? Ở những phần chú ý trước cũng có là kết hợp đáp án ấy, nhưng mà phần này thì nhấn mạnh hơn một chút, nhớ chưa? Hay, kết hợp giữa các đáp án là ở dưới có chúng ta có 4 đáp án đúng không? Chúng ta thử xem là gì? Chúng ta có liên kết được với nhau không? Ví dụ trong câu này, thế thế nào? Ogawa bashi nani nani, đúng không? Megane bashi tomo yobarete iru. Thì đáp án chúng ta có này, shite iru này, katachi o này, koto kara này, đúng không? Megane no yona này, được chưa? Thì chúng ta thấy là có một mẫu là gì? Khi mà diễn tả một cái hình thái, đúng không? Hay một cái hình dáng của một cái vật nào đó thì sẽ là gì? O katachi o shite iru, đúng không? Hay là kao o shite iru,
Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta này, à, 2 xong đến 1 này, ghép được vào với nhau này. Được chưa nào? Còn câu Megane no yona thì đứng trước sau nó sẽ dạng từ đúng không? Cái câu này dễ rồi. Megane no yona katachi o shiteru koto kara. Đấy, thế là ra luôn, đúng không? Nên chúng ta cần phải để ý gì những cái câu đáp án này xong là ghép vào với nhau, đúng không? Tương tự như chú ý 1, chú ý 2 thì cũng có phải ghép như thế đúng không nào? Nhưng mà cái này là nhấn mạnh hơn một chút. Thì câu này có chúng ta dịch là gì nhỉ? Từ cái việc cái cầu Ogawa này, đúng không? Nó có hình dáng giống như là cái kính nên là gì nhỉ? Người ta cũng gọi nó là cầu kính. Ok nhá? Tiếp theo đến chú ý số 4 này. Chúng ta cần xem lại vị trí hai đầu cho phần cái chân á. Được chưa nào? Xem những cái từ vựng nằm ở ngay bên cạnh đó nó có liên kết được gì với lại bốn đáp án của chúng ta không? Ví dụ câu đầu tiên này các bạn xem này. Haru kara daigakusei ni naru musume ni wa nani nani no dekinai keiken o iroiro shite hoshii. Được chưa nào? Thì ở đây chúng ta có ni mo ni shika đúng không? Hai, benkyou igai wa daigaku jidai. Đúng không? Hai, thì chúng ta thấy ichi ni này không thể cho vào gạch đầu dòng đầu tiên được. Đúng không nào? Bởi vì sao? Trước có ni wa, ni wa thì phải ni mo ni shika không được. Tức là chỉ có 3 4 nhét được vào thôi. Đúng không nào? Hai, còn cái từ động từ của cuối cùng này đúng không? Dekinai keiken ở đây có dekinai keiken này đúng không? Thì là gì? À chúng ta có mẫu là shika dekinai thì ở đây có a hai có vẻ như nhét được vào cuối cùng. Đấy, thì chúng ta sẽ cho là gì nhỉ? À chẳng hạn như hai nhét vào cuối cùng rồi đúng không? Hay một gạch đầu dòng đầu tiên sẽ là 3 hoặc 4 rồi. Thì chúng ta thử cho vào thôi, đúng không? Benkyou igai ni mo. À benkyou igai ni mo cũng vẻ ok đấy, ngoài việc học ra. Đúng rồi. Daigaku jidai ni shika dekinai keiken o iroro shite hoshii. À câu này ok đấy mọi người, thấy không? Tức là mọi người khi mà mọi người để ý xem những cái từ vựng mà nó đi nằm ngay bên cạnh những chỗ gạch chân ấy, thì chúng ta có thể xem mà ghép được vào không? Được chưa nào? Hay là câu này nhá. Thầy sẽ dịch đúng không? Mùa xuân năm nay con gái tôi vào đại học đúng không? Và tôi muốn nó, được chưa nào? Và tôi muốn nó được trải nghiệm những thứ chỉ có thể nếm trải được, đúng không? Nishika dekinai mà, chỉ có thể nếm trải được ở thời đại học, đúng không? Ngoài việc học tập. Đấy. Ok chưa? Câu này là như thế nhá. Ok. Câu cuối cùng, được chưa? Bạn xem này. Kino chichi ni ja lai shu tomodachi to ryoukou ni iku. Đúng không? Hai, tanonda ga kotowarete shimatta. Kotowarete shimatta. Đúng không? Hai, tức là bị từ chối đấy. Đúng không? Hai, chúng ta có đáp án là to no de den a kuruma wa chikawasete hoshii. Đúng không? Hai, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng cái cách kết hợp giữa các đáp án cũng được. Đúng không nào? Và trong trường hợp này chúng ta sẽ xem một vị trí đầu ở cuối này, y cự này, đúng không? Y cự no de là bởi vì chúng ta nhắc vào no de này. Chắc chắn cái tanon đã gà tức là chỉ có tố đúng chứ còn trợ từ tố thôi, đúng không? Hay tôi đã gì nhỉ? Tôi đã nhờ đúng không? Hay tôi đã xin bố để như nào? Tanon, đúng không? Bố ơi cho con mượn xe đi đúng không? Ừ, đấy, được chưa nào? Hay thì cái này tanon là chỉ có bố thôi. Chỉ có tố là trợ từ tố thôi. Được chưa? Hay vậy thì chúng ta sẽ có một vào cuối cùng. Đấy. Được chưa nào? Còn đây có 3 4 này, kuruma o, đúng không? Tsukawasete hoshii. À, ghép được vào với nhau. Thì đấy, ryoko ni iku node, đúng không? Kuruma o tsukawasete hoshii to tanonda ga. Đúng không? Hay. Ok. Vậy này câu này chúng ta dịch như thế nào, đúng không? Hôm qua tôi đã nhờ bố, đúng không? Tôi đã xin bố là. Đấy, còn nội dung bên trong đúng không? Hay, tuần sau, tuần tới bởi vì con sẽ đi du lịch với bạn nên là gì? Cho con dùng xe nhé. Kawasete hoshii. Được không? Hay, nên là bị bố từ chối. Đấy, xong. Được chưa nào? Các bạn thấy thế nào? Ok. Đấy, cái bài này thực sự là nó không có gì khó cả. Các bạn cứ thực hành thật là nhiều những cái bài khác, đúng không? Theo đúng cái hướng dẫn, bốn cái hướng dẫn của thầy như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ làm đúng được. Đúng không? Hãy kể cả N3 và N2 được chưa? Thứ nhất là gì nhỉ? Đúng rồi. Xác định lại xem là có mẫu ngữ pháp nào không. Thứ hai của chúng ta là gì nhỉ? Mệnh đề định ngữ, nhớ chưa? Hai, động từ thường đứng trước danh từ. Thứ ba là gì nhỉ? Kết hợp giữa các đáp án, xem là có bốn đáp án này đúng không? Xem cái nào có liền được vào nhau không? Đúng không? Ví dụ cả hai cái, đúng không? Đây là một set rồi đúng không? Cái 3 nhét vào cái 4 ghép vào cái 4 đúng không? Hay cái 1 ghép vào cái 2 thì chúng ta chỉ việc đảo hai cái với nhau thôi, xem cái nào nó hợp lý là được. Đúng không? Cuối cùng là gì đây? Xem lại vị trí hai đầu, đúng không? Đầu vào cuối, đúng không? Hay, xem những cái từ vựng ở đó, nó có liên kết được gì với những đáp án không? Ok chưa? Hay,
Nhớ ấn like và chia sẻ giúp thầy video này nhá. Ok, sắp thi rồi. Chúc các bạn thi tốt. Làm đúng bài này 100%. Ok, bye bye.